Hello mấy chị ha, Điệp đây mấy chị ơi. Hôm nay Điệp có sản phẩm mới nha mấy chị, và Điệp cũng có mẫu mới nha. Đầu tiên thì Điệp cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã ủng hộ đồ bên Điệp trong thời gian qua ha. Thì Điệp thì mấy chị cũng đã xem video nhiều, mấy chị cũng đã biết rồi. Còn mấy chị mới thì mấy chị cũng cho em xin cái đăng ký kênh ha. Cho em một cái nút thích, cái ngón tay quay lên, để một khi mà cái video mới của em quay lên là mấy chị sẽ nhìn thấy em liền nha. Còn chị nào có Zalo thì nhập cái số điện thoại của em vào Zalo, thì mấy chị gọi cho em, không đợi em kết bạn đồng ý gì hết. Miễn nhập vô thấy tên em là bấm gọi là gặp mặt em liền. Rồi nhắn tin là em sẽ trả lời cho mấy chị liền. Còn chị nào không có Zalo thì bấm thì gọi cho em cái số điện thoại trên màn hình nha. Rồi cái đó là những cái câu đầu tiên ha, mấy chị thông cảm giùm em. Tại vì em cũng thường khi nói mấy chị mà khách cũ thì đã quá quen rồi. Chỉ có những chị khách mới thôi mà mấy chị á, cho em cái đăng ký kênh để mà cái mẫu mới em quay lên mấy chị mới xem được cái video mới. Để mấy chị khách cũ thì biết, mà mấy chị khách mới cứ toàn là gửi cho em những cái đồ mẫu cũ không, rồi cứ hỏi em sao mà cái nào cũng nói hết. Tại vì thật ra là cái đồ bên em thì cũng mau nha mấy chị, cũng mau rồi. Đồ bên em á là cái đồ may ở gia đình, vải của em khi mà em ra bên xưởng vải gửi mẫu, gửi bông, gửi hoa văn về cho em, thì em chọn cái hoa văn đó xong rồi thì gửi về, thì mình phải chọn mẫu mình mới cắt. Thì đồ bên em là đồ may gia đình, thì cắt ra thì thợ nó sẽ lấy nó ráp trong vòng một tuần lễ. Thì em lên được hai mẫu hoặc ba mẫu, thường một video của em là như vậy, hai mẫu hoặc ba mẫu thì em sẽ quay lên em bán trong một tuần đó. Còn nếu mà thợ ráp chưa xong thì cũng trễ hơn một vài ngày á mấy chị. Cho nên á là mấy chị nào theo dõi em thường thì biết mấy đó ha. Còn mấy chị nào mà khách mới thì cho em xin cái đăng ký kênh nha. Hôm nay thì em có cái sản phẩm mới. Sản phẩm mới thì em thì là Ngọc Điệp ở Đồng Tháp hay ở Sa Đéc Đồng Tháp. Thì hôm đó vợ thì em bán bánh bía Sóc Trăng ha. Bánh bía Sóc Trăng thì mấy chị cũng biết rồi. Còn mỹ phẩm thì em cũng bán quanh năm nha. Thì mấy chị nào mua mỹ phẩm những cái lúc khuyến mãi thì khuyến mãi trên tất cả các sản phẩm. Dòng sản phẩm nào cũng được khuyến mãi 20% hết. Còn như ngày bình thường thì một hộp thì em chỉ bao ship thôi. Còn cái hộp thứ hai thì em mới khuyến mãi cho mấy chị được. Hoặc là hai hộp em cộng lại em vẫn tính dư giá khuyến mãi, vẫn tính giá sỉ cho mấy chị nha. Cho nên là mấy chị nếu mà hết kem mà chưa có đến lúc mà em khuyến mãi thì mấy chị vẫn gọi cho em nha. Em vẫn tính như giá vậy nha, hai hộp là em đã tính giá vậy rồi. Còn một hộp thì em chỉ bao ship mấy chị thôi, mấy chị thông cảm em điều đó nha. Rồi tiếp theo thì em thì ở Sa Đéc, thì cái đặc sản của Sa Đéc đó là có nem với bánh phồng tôm hay mấy chị. Nhưng mà cái nem thì em cũng dự định bán mà em cũng chưa có dám bán được. Tại vì cái đường, cái phí vận chuyển, cái vận chuyển đó mấy chị, trong vòng 2 ngày 3 ngày thì nem thì mình không có để được trong cái tủ đông. Cho nên nó là bên đường vận chuyển nó hơi khó. Em thì bây giờ em thấy bánh phồng tôm của bên Sa Đéc của em là rất là ngon. Bánh phồng tôm bích chi ha, của Sa Đéc rất là ngon, cho nên bánh phồng tôm thì dễ ăn nữa. Cho nên đó là em giới thiệu cho mấy chị bánh phồng tôm ha. Cái trước tiên thì thế này, bánh phồng tôm bên em thì em có nhiều thứ ha, mấy chị xem từ từ giùm em. Cái này là bánh, này là bánh xá dùng để là mình ăn. Cái này là không phải là bánh xá mà cái bọc này là bọc nửa ký mấy chị. Cái bịch nửa ký này là bánh, này là cái bánh trắng. Cái bánh trắng làm là ít có, không có tiêu, có mè, có muối đường bột ngọt nhiều, nó hơi lạt hơn. Còn cái bánh này là cái bánh có tiêu, mấy chị nhìn thấy nè, cái màu nó sẽ đen hơn một tí xíu, có tiêu muối đường bột ngọt nó vừa ăn hơn. Còn bánh này nó sẽ lạt hơn một tí. Thì cái này là cái bánh phồng tôm này là một bịch như vậy á, là một bịch như vậy là nửa ký. Cái bánh phồng tôm bên em thì hai thứ ha. Cái loại mà cái bánh nó hơi nhỏ hơn thế này thì là em bán là 70.000 một ký nha mấy chị. Một bịch như vậy là nửa ký, một bịch như vậy là nửa ký là có 35.000 thôi. Hai bịch này là một ký là 70.000. Là cái loại bánh nhỏ hơn một tí. Còn mấy chị chiên ăn thì mấy chị là muốn lấy cái bánh lớn thì mình lấy cái này là to, thật là to ha. Lớn ha, cái này là 40.000 một bịch. Cái mùi vị và nó màu mè nó cũng y gan vậy nha. Nếu mấy chị lấy bánh lớn mà trắng thì cũng có luôn ha.
lớn mà trắng thì cũng có luôn, cũng vẫn là y như vậy. Cái này là 80 ngàn một ký, một bịch là 40 ngàn. Còn cái loại cái bánh nhỏ hơn một tí là cái bịch 35 ngàn. Tóm lại là cái loại bánh nhỏ hơn một tí là 70 ngàn một ký. Một ký là gồm hai bịch nha, 70 ngàn một ký. Còn cái lớn hơn là 80 ngàn một ký. 2 ký em bao ship. 2 ký em bao ship, mấy chị nào mà mua 1 ký thì phụ em phân nửa đơn, 15 ngàn tiền phí ship ha. À, cái này để em giới thiệu từ từ nha mấy chị. Rồi cái bánh lớn này là nó vừa có bánh lạc và vừa có bánh tiêu vừa ăn luôn. Thì là cái bánh lớn này mình chiên ăn đó thì cho nó lớn. Cái này thì mình cũng vẫn chiên ăn bình thường, nhưng mà cái nào cũng vậy thôi. Nhưng mà đa số là mấy chị bánh nhỏ này là mấy chị hay mua về nấu á mấy chị. À, mình luộc rồi cái mình nấu với xương với giò đồ vậy đó, rất là ngon luôn, rất là thơm ngon luôn ha. Thì mấy chị nấu thì hay lấy cái bánh nhỏ đặng mình nấu nó dễ ăn hơn, vừa miếng ăn hơn. Còn bánh lớn thì nó hơi to hơn, thì bánh lớn thì dùng cho mấy chị hay chiên. Thì cái loại bánh lớn này là 80 ngàn một ký, 2 ký là em bao ship. Còn cái loại cái nhỏ là 70 ngàn một ký, cũng dẫn 2 ký là em bao ship như vậy. Thì cái này là cái bánh nó không có bọc, nó chỉ có dán cái nhãn hiệu của Chi thôi. Cái này hoàn toàn là của Chi hết nha mấy chị. Còn mà mấy chị nào mà muốn lấy mà bọc mà có thương hiệu để mà mình mua mình tặng, hay là mình muốn lấy có cái thương hiệu, thì cái bịch này á là một bịch như vậy. Một bịch như vậy là 100 ngàn, một bịch như vậy là 1 ký ha. 1 ký là 100 ngàn thì 2 bịch em bao ship nha. 2 bịch là bò là 2 ký là em bao ship. Thì đây mấy chị, đây có cái có thương hiệu hết của Bích Chi ha. Cái này là bánh phồng tôm nha. Bánh phồng tôm một bịch như vậy là 1 ký. Một bịch là 1 ký, 2 bịch là 2 ký như vậy là 200 ngàn em bao ship ha. Chiên ăn hay nấu gì cũng vẫn được hết. Rồi, cái này thì em thường chiên nè mấy chị. Em thường chiên ăn thế này, chiên ra thế này rồi em để vô hộp, vô bọc vậy đó. Đây, các chị nhìn thấy nè, chiên ra rất là ngon luôn ha. Rất là vừa ăn luôn. Em thường em chiên em để vô bạch vô hộp mấy chị, để mình ăn hàng ngày ha. Thì này là bánh này là có tiêu, có đồ vừa ăn luôn, rất là vừa ăn luôn, nó không có lạc. Nếu chị nào mà ăn lạc hơn thì lấy cái bánh trắng, nó sẽ ăn lạc hơn, nhưng bữa này nó làm vừa ăn lắm mấy chị, rất là vừa ăn luôn. Em thì thường xuyên em chiên rồi em để vô trong hộp vậy nè. Em ăn để vô bọc đó là em ăn thường xuyên vậy á. Rất là ngon ha. Cái này là bánh mầm tôm của Bích Chi. Rồi, đó là em giới thiệu về cái hộp lớn. Còn cái hộp còn ở bên cái hộp nhỏ thế này. Cái này thì trong cái hộp này thì thường khi mấy chị thường khi thấy những cái hộp này thế này. Cái này là em có là 4 mùi vị. Em có 4 mùi vị. Cái này là bánh phồng mực, rồi bánh phồng cua, rồi bánh phồng tôm, rồi tôm cua mực gì chung nữa, nó 3-4 mùi vị vậy đó mấy chị. Thì cái này là 25 ngàn một hộp. 25 ngàn một hộp. Cái dạng này là đặc biệt nha mấy chị. Cái này là bánh là này là đặc biệt luôn. Là tôm cua cái trên cái hình này ha, trên này. Trên cái hộp này. Trên hộp này nó có con cua là bánh phồng cua. Rồi cái này là mực thì nó có con mực ha. Rồi cái này là tôm cua mực rồi con tôm không nữa. Nó nhiều thứ, nó nhiều thứ lắm. Thì cái này là 25 ngàn một hộp đều. 25 ngàn một hộp đều như thế này. 25 ngàn một hộp. Thì mấy chị muốn lấy làm sao thì em cũng gửi vậy. Ví dụ như lấy 4 mùi vị khác nhau, hay là mấy chị muốn lấy mùi vị nào thì em cũng gửi gan vậy. Nhưng mà cái này là 25 ngàn một hộp. Một hộp này là nó 200g. 200g ha. Thì cái này là 10 hộp em mới bao ship được. Còn 5 hộp là 125. Là phân nửa đơn là mấy chị phụ cho em là 15 ngàn tiền phí ship. Còn nếu mà lấy được 10 hộp là 200, 250 thì em bao ship. 10 hộp thì tương đương với 2 ký mấy chị. Nhưng mà điều có một cái là vô cái hộp này thì mình thấy rất là đẹp, là sang, nhưng mà nó hơi cao hơn cái bánh khác kia một chút xíu, cái bánh bịch khí một chút xíu. Tại vì cái bánh kia
nếu mà so với cái bịch mà 1 kg này thì là có 100.000 thôi. 100.000 thôi thì 2 kg nó có 200.000 à. Còn cái này á, là 10 hộp này nó cũng 2 kg mà nó ra 250.000, do là cái đóng gói quy cách đó mấy chị. Còn cái loại mà gói như vậy, loại mà gói vậy chất lượng nó cũng như nhau, nhưng mà không có vô hộp đóng hộp, thì cái này á, là nó có 80.000 một ký thôi. 2 kg nó có 160 à. Còn tiếp theo 2 kg này nó là 200, mà tiếp theo 2 kg này nó lại là 250, là do đóng gói ha mấy chị, do bao bì ha. Cho nên đó là mấy chị nào miễn mà mình mua ăn thì mình mua những cái loại bánh như vậy không cần bao bì thì nó cũng sẽ rẻ hơn được một chút. Rồi còn mình mua tặng thì như thay vì bịch này là 1 kg đó là nó 200, còn cái này là hộp vậy thì cũng rất là ngon. Thường khi mấy cái này thì ta hay để trong giỏ quà hay là hoặc là người ta làm quà tặng gì cái này, nhưng mà cái chất lượng của nó một cái là cái này gọi là loại đặc biệt đó mấy chị, rất là ngon luôn ha. Rồi cái này là 25.000 một hộp nha. 10 hộp là em bao ship 250.000 bao ship, còn 5 hộp thì mấy chị phụ em phân nửa đơn. Rồi 25.000 một hộp. Rồi, cái đó là bánh phồng tôm anh em ha. Thì tất cả nếu mà mấy chị thích cái nào thì cứ gọi em. Rồi em sẽ giới thiệu thêm cho mấy chị nha. Rồi cái đó là hôm nay em giới thiệu thêm về sản phẩm bánh phồng tôm. Rồi em là Ngọc Điệp ở Sa Đéc nha. Bánh phồng tôm thì cũng là ở Sa Đéc luôn. Rồi tiếp theo em giới thiệu về cái mẫu đồ mới của em hôm nay nha. Cái mẫu đồ của em mặc này á là ati ấm túm nha mấy chị. Ati ấm túm nè. Ati ấm túm. Cái đồ này á thì hôm nay á là em có số 23480.000 một bộ. Mấy chị gọi cho em á là cổ tròn có ghép đen trong video 24 giùm em nha. Cổ tròn ghép đen trong video 24. Em có 6 màu cổ tròn ghép đen trong video số 24, em có 6 màu. Rồi, cái màu em mặc trong này trên người gọi là màu kem nha. Mấy chị nói giùm em cái này là màu kem nha. Màu kem là cái màu như hộp kem lợt vậy nè. Rồi, màu kem. Rồi, cái tiếp theo là cái màu này gọi là cái màu nâu thì nó cũng không nâu gì hung. Nó cũng như nâu đi thôi, gọi nâu đại đi. Nhưng mà này nó chưa nâu hung. Thì có một màu hình này gọi cho nâu đi, của em là kem. Cái này là nâu ha. Cái này là nâu. Rồi cái này là vàng cổ tròn ghép đen vàng trong video số 23 nha. Đồ này em có số 23480.000 một bộ, 3 bộ em bao ship nha. Rồi vàng. Rồi cái này là xanh. Xanh. Rồi cái này là đỏ ha. Cổ tròn ghép đen đỏ ha. Rồi cái này gọi là, cái này nó cũng vàng mà gọi là vàng. Cái này dưa cải đi, gọi là dưa cải giùm em ha. Màu dưa cải nha. Cổ tròn ghép đen, trong người là kem nha. Kem, rồi màu dưa cải. Rồi màu đỏ nha. Rồi màu xanh. Rồi màu vàng. Rồi màu nâu. Tất cả em có 6 màu nha mấy chị. Màu em mặc nó là 6 màu nha. Đây 5 màu mà em mặc nó là 6 màu. Mấy chị gọi giùm em cổ tròn ghép đen trong video số 24 nha. À mấy chị ơi, đầu tiên á, khi mà mấy chị gọi cho em á, mấy chị nói vậy nè: Điệp ơi, chị muốn mua đồ trong cái video đó, video số 24. Rồi tiếp câu tiếp theo là: Điệp ơi, chị á, là 50kg chẳng hạn đi, 50kg Điệp ơi, chị mặc số mấy? Thì khi mà nói như vậy để mà em chọn số, ví dụ như 50kg là người trẻ là mặc số 2, thì em nói 50kg số 2 mặc vừa không chị? Mấy chị nói chị bình thường chị mặc số 2 được, thì em sẽ coi trong cái đồ đó số 2. Bắt đầu mấy chị nói Điệp ơi, giờ chị muốn cái màu gì, thì em sẽ lấy cái màu đó em coi còn hay hết nha mấy chị. Chứ em cũng nói hoài trên video luôn, nhiều chị thì nói sao mà em nói hoài mà em không nói thì không được, cho nên là mấy chị gành, mấy chị thông cảm giùm em nha. Thì mấy chị nói với em á như thế đó, đặng si khi mà em nhắm ngay cái đồ đó đặng em biết em trả lời liền. Còn mấy chị cứ diễn tả đồ đó vậy để diễn tả quá trời diễn tả luôn, rồi xong cuối cùng cái hỏi em chị ơi, chị mặc số mấy chị, thì khi mà nói ra cái 75-80kg rồi em không có đồ rồi coi em cũng không biết được cái kiểu nào. Mấy chị cứ nói câu đầu tiên giùm em là chị mua đồ trong video đó, chị bao nhiêu ký đó, tiếp theo chị muốn mua cái mẫu đó là ok mau liền, rất vừa mau vừa ngắn gọn mà em sẽ trả lời cho chị riêng mấy chị lẹ luôn. Cái tay này thì có băng đen nha mấy chị, cái tay cũng giống như giữa có băng đen ha. Đây tay rất là cưng luôn ha, ghép đen
Rất là đẹp nha mấy chị, mẫu này ghép đen nhưng mà giá vẫn không thay đổi nha. Vải bên em thì mấy chị khỏi phải chê rồi. Cái này là hoa hoa nhí ha. Hoa nhí này nó như là cái búp bông nhí vậy đó mấy chị nè. Rồi cổ tròn có ghép đen, mấy chị nói vậy giùm em ha, hoa nhí cổ tròn ghép đen trong video 24. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi hôm nay còn mới em quay thêm. Cái này á, là đầm ngắn ha. Đầm ngắn có tay này thì em còn đầm ngắn có tay hoặc là đầm ngắn cánh tiên, em còn số 2, 3, 4 này là còn nhiều nha. Nhưng mà em chỉ còn ngắn thôi chứ em không còn dài nha mấy chị. 100 ngàn một bộ, cái áo nào cũng đều có túi hết nha. Áo nào cũng đều có túi hết. Đầm ngắn á, thì em có quần nha. Đầm ngắn á, thì có quần luôn, nhưng mà đầm dài thì không có quần nha. Đầm dài thì không có quần. Đầm dài thì em chỉ còn số 2 thôi. Đầm ngắn cánh tiên, đầm ngắn có tay là em còn mấy cái hoa văn luôn. Đầm ngắn này thì còn nhiều, 2, 3, 4, 100 ngàn có quần cột. Còn cái đầm dài này nè, em chỉ còn có mẫu duy nhất là cánh tiên ha. Cánh tiên đầm dài mà chỉ còn số 2 thôi nha. Cánh tiên đầm dài còn số 2 duy nhất thôi. Đầm dài giờ không còn mấy số lớn mà cũng không còn kiểu có tay, chỉ còn cái kiểu cánh tiên thôi. Cũng vẫn là 100 ngàn nha mấy chị. Chị nào mặc số 2 được thì gọi cho em nha. Dài. Còn nằm ngắn thì đủ hoa, đủ màu. Rồi tiếp theo cái mẫu này thì hôm đó em cũng quay rồi, hôm nay em quay lại thêm. Em quay lại thêm cho mấy chị thêm. Cái mẫu này là bi. Bi này thì em còn ống đứng dưới ống túm là em chỉ còn số 2 thôi nha. Mấy chị nhớ giùm em nha. Còn số 2 tai băng cổ vuông mà ống đứng dưới ống túm luôn. Đồ trong video 23 nha, 80 ngàn một bộ, 3 bộ em bao ship. Rồi cái mẫu này cổ vuông tay băng, cái hoa văn vuông nè mấy chị, là đồ này em chỉ còn số 1 thôi. Để mà em quay cái mấy chị mà mặc số nhỏ, mấy chị nói sao mà không quay số nhỏ cho mấy chị. Rồi số 1. Cái này á, là tay cánh tiên nha mấy chị. Tay cánh tiên, cái này là em cũng còn số 1 luôn nha. Tay cánh tiên có ghép đen ha, ghép đen hoa văn như xích đó, cũng là số 1 luôn. Rồi cái này á, là tay cũng tay cánh tiên luôn, tay cánh tiên có ghép đen luôn mà hình trái tim nha. Thì cái này vẫn là số 1 luôn nha. Mấy chị nào thích số 1 thì gọi em cũng còn mấy màu luôn. Mấy này là còn số 1 hết. Ống túm Humati 80 ngàn một bộ. Rồi cái mẫu này thì em hôm đó em có quay rồi ha. Bà ba cách tân ha, quần áo bông quần màu. Cái này thì em cũng còn mấy màu luôn. Thì đồ này hôm đó là em bán 140 ngàn một bộ, hôm nay em cũng còn ít. Em tính mấy chị 120 luôn ha, hai bộ là em bao ship rồi nha mấy chị. Cái này á, là áo là thun ati mỹ, quần là thun lai dông nha. Rồi mấy chị nào mà thích cái mẫu đó thì gọi em. Cái này á, là cái này là không phải nó là một bộ, nhưng mà là do em ghép cái đợt này em chưa có bộ. Thì thay vì cái này là em có áo bà ba bông. Áo bà ba bông hen, thì thay vì ở nhà mình có cái quần màu gì thì mấy chị nói với em. Điệp ơi, giờ chị muốn mua bông xanh, xanh dương, xanh lá, xanh gì đó hoặc là hoàng gì đó, thì mình sẽ lấy mình ghép chung với một cái quần của mình ở nhà mình có, để mình mua mình ghép chung. Cái này áo thì có 75 ngàn thôi nha mấy chị, chứ không có nhiều, không có nguyên bộ nha. Đợt này cái bông này em không có nguyên bộ. Thay vì như mấy chị ở nhà có quần tím cà thì em sẽ lấy cho mấy chị cái quần tím, áo tím cà vậy đó, để ghép chung luôn. Cái đó là cái này là em nói về là đồ bà ba cổ tim nha. Mấy chị nào có Zalo thì gọi em. Đó này thì thay vì bền có quần tím mình ghép xanh thì ghép vậy đó mấy chị, có 75 ngàn một áo thôi. Còn những cái bộ nào nếu mấy chị thích thì mấy chị nói thì em sẽ lấy quần lấy áo ghép vô thành lại một bộ. Vậy là 140 ngàn một bộ nha. 140 ngàn một bộ. Rồi như cổ vuông này nè mấy chị, cổ vuông này nè em cũng còn nhiều lắm luôn, nhiều bông lắm luôn. Nhưng mà nó khổ nổi là mỗi một cái bông của nó là mỗi một áo là một cái bông, nó không có nhiều. Tại vì hàng này là hàng xưởng chứ không phải hàng em may, cho nên nó không có nhiều. Em không có dám quay. Em không có dám quay từng cái áo, tại vì khi mà quay như vậy mấy chị kiếm y như vậy hoài hà, mà em thì lại không có. Thì cái này là vẫn mình ghép những áo bông quần màu được nha mấy chị. Chị muốn bông gì hay là hoặc là muốn cái quần gì đó thì em sẽ lấy cái quần với cái áo em ghép chung vô. Cái này cũng là 140 ngàn một bộ nha, hai bộ thì em bao ship. Còn áo lẻ như vậy thì 75 ngàn một áo, cái quần 65 là 140 nha. Rồi,
cái kiểu tiếp theo của em hôm nay là cái kiểu hoa nhí này. Đồ trong video số 24 ha, hoa nhí tay gút nha, hoa nhí tay gút cổ vuông viền hai đường xéo nha, viền hai đường xéo, một đường ở trên một đường xéo dưới, mấy chị nói vậy giùm em nha. Hoa nhí tay gút viền hai đường xéo. Rồi cái này là cái tay gút nha, cổ vuông hoa nhí, rồi viền hai đường xéo, cái này là nhí cam nha. Rồi cái này là nhí hồng đây mấy chị, nhí cam, đây là nhí hồng nha mấy chị, chứ không phải nhí đỏ nha, mấy nhí đỏ chưa tôi phải nha. Đây cái này là nhí cam, cái này là nhí hồng. Tiếp theo cái này là nhí xanh nha mấy chị, cổ tim tay gút viền hai đường xéo, viền hai đường xéo, cái này là nhí xanh. Rồi cái này là nhí tím nha, nhí tím. Rồi cái này là đỏ vàng nha, cái này là đỏ vàng, nhưng mà mấy chị gọi cho em cái này là nhí đỏ đi ha, nhí đỏ hay nhí vàng gì cũng được, cái này là nhí đỏ đi, gọi cho em cái này là nhí đỏ nha mấy chị. Đây gọi cho em là nhí đỏ, cái này mới là nhí xanh nè, nhí xanh, nhí đỏ. Rồi cái này gọi là kem nha, bơ đi, gọi bơ đi, nó hơi xanh lật lợt ha, nhí bơ. Rồi em nói lại nha, em nói lại từng hoa văn, mấy chị để ý lại giùm em ha. Cái này là có 6 màu nha, cái này là ống túm số 2, 3, 4, 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Thông qua ti bên em thì mấy chị khỏi phải nói rồi ha, khỏi phải lo về chất liệu rồi, khỏi phải lo về chất liệu hay là về kiểu dáng gì rồi hay là giá cả đồ gì, mấy chị đó khỏi phải lo rồi, thì chỉ còn lại là chọn hoa văn thôi, với chọn kiểu thôi. Rồi cái này gọi ra là nhí hồng nè mấy chị, nhí hồng nè ha. Rồi tiếp theo là nhí cam nha, nhí cam. Rồi cái này là nhí bơ. Rồi nhí bơ. Rồi cái này là nhí đỏ nha, nhí đỏ nha, nó đỏ như nó vàng nhưng mà cái đỏ nhiều hơn, em lấy là nhí đỏ. Rồi nhí tím. Rồi nhí xanh. Rồi ok, tất cả là 6 màu, 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Chị nào biết chụp màn hình thì chụp lại màn hình gửi em, còn mấy chị không biết chụp màn hình thì mấy chị ghi lại giùm em nha. Đây mấy chị nhìn lại giùm em, 6 màu, 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship nha mấy chị. Rồi em qua mẫu nha. Cái mẫu sau này của em á là cũng rất là dễ thương, nhưng mà cái này là sọc ha. Cái này gọi là sọc vuông đi mấy chị, nó như cái ổ nhện nhện vậy, nó cái hình của nó sắn lại nhìn như ổ nhện vậy mấy chị. Đây mấy chị nhìn rõ giùm em ha, cái này nó trong này nè, đó là mấy chị nhìn là nó sắn vậy đó, nó sắn vậy đó. Mấy chị gọi giùm em cái này là sọc caro đi, nó cũng ở ngoài nó nhìn nó có ô vuông nè, sọc caro vuông ha. Trong video số 24 giùm em, cái này cũng là ống túm nha mấy chị, ống túm thun a ti, ống túm cũng là số 234, không có số 5 nha. Rồi cái này gọi cho em là xanh riêu ha, sọc caro cổ vuông tim, có ghép ba đường nha, phía trước có ghép đen nè, ghép đen ba đường, cái cổ rất là đẹp luôn nha mấy chị, nhìn rất là cưng luôn, cái tay cũng vậy, vừa mặt luôn. Rồi sọc caro cổ vuông tim có ghép ba đường. Rồi màu xanh riêu, rồi màu đỏ ha. Mấy chị nói giùm em là có ghép ba đường nha, còn hồi nãy là sọc cargo viền xéo nha, còn này có ghép ba đường. Rồi màu đỏ, rồi màu vàng ha, rồi màu vàng, rồi màu trắng đen nha, màu trắng đen, màu xanh bơ luôn, kiểu này mấy chị khỏi phải chê luôn ha mấy chị nè, kiểu nè nhìn quá cưng luôn, quá cưng luôn, mà hoa văn cũng quá đẹp luôn. Nhưng mà có một điều á, mấy chị nào mà mặc số 4 thì gọi cho em sớm nha, còn không thì chọn qua kiểu ghi em, tại vì số 4 đồ này đợt này nó còn ít, tại khách sĩ lấy rồi, thành ra đồ này bây giờ số 4 còn ít, còn 2-3 thì còn rất là nhiều. Rồi màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu riêu ha, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu riêu, màu bơ. Rồi sọc caro ha, sọc caro có ghép ba đường AT ống túm. Rồi trong video số 24 giùm em nha. Đồ bên em á thì chất liệu bên em thì mấy chị khỏi phải lo rồi ha,
Lò vải là chất liệu hay là kiểu may gì mấy chị nhìn là mấy chị khỏi phải lo rồi, chỉ còn lại là mấy chị chọn kiểu và chọn số thôi ha mấy chị. Rồi thì hôm nay em có mấy kiểu như thế và có cái sản phẩm mới mấy chị ủng hộ em nha. Rồi em cảm ơn mấy chị thời gian qua cũng đã ủng hộ em ha, cũng đã đóng góp ý kiến cho em, gửi mẫu gửi đồ cho em nha. Rồi em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha, mấy chị ủng hộ em. Bye mấy chị, hẹn gặp lại video sau nha. Em có áo dài học sinh nha mấy chị. Áo dài học sinh mấy chị đo giùm em cái eo ha. Thì trước khi mấy chị đo nếu có thước dây á thì mấy chị cái thước dây đo giùm em cái eo với cân nặng chiều cao. Còn nếu mà chị nào không có thước dây á, mấy chị lấy giùm em cái sợi dây nào mà nó không có giãn á, mấy chị đo giùm em cái vòng eo. Xong rồi mấy chị lấy cái thước học sinh mấy chị đo, mà đo vào coi vòng eo nhiêu báo cho em biết ha. Thì cái này á, là bộ á là 300 một bộ, còn áo lẻ á, là 220 một áo nha. Còn mấy chị lấy quần trắng quần đen thì đều được hết. Quần á, thì cái phía trước là có dây kéo nha mấy chị, phía trước dây kéo, phía sau á, thì lưng thun ha, chứ dây kéo phía sau lưng thun. Rồi áo dài học sinh nha, rồi 300 một bộ, áo 300 một bộ, quần với áo. Còn mà áo lẻ không là 220, em bao ship áo em cũng bao, mà quần bộ em cũng bao luôn, quần trắng quần đen muốn lấy sao cũng được ha. Thì mấy chị nào mà có mấy em mấy cháu mà học vào mà học mặc áo dài đó, vào các bà mặc áo dài mấy chị gọi cho em nha. Vải này á, là lụa Mỹ nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Cái này là trắng mà trắng đục ha, trắng nhìn nó trắng tươi hà nhưng mà trắng đục không có thấy đồ lót nha, cho nên là mấy chị yên tâm nha. Rồi chị nào mà có xài áo dài thì gọi em.